Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cam Gmail Hoàng Mai. Một clip cực nhanh, một cục crowd 3.600 gửi anh em người Mê Linh. Và đây là tình trạng đẹp xuất sắc các bác nhá. Và các bác nhớ rằng tới đây em Cao sẽ có crowd giá rất tốt và rất đẹp các bác nhá. Rất đẹp luôn. Có thể những cục vẫn còn như trong thùng xốp. Đó là những con crowd em Cao chuẩn bị mà cập bến với cái giá thành thì cạnh tranh trên toàn quốc luôn các bác nhá. Có thể anh em thợ hãy nếu cần thì hãy liên hệ cả em Cao các bác nhá. 3.600 giá cực tốt luôn. Các bác cứ alo sẽ có một cái giá, mức giá cực tốt luôn, đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Và đây là những dòng Martin thì vừa rồi về 5 con thì đi 2 con các bác nhá. 2 con cả anh em Hòa Bình. Và đây duy nhất một con đó là T602 full chức năng. Có cả đầy đủ DSP. Đầy đủ một con đời mới và khá là đẹp các bác nhá. Chỉ thiếu cái hộp xốp thôi. Các bạn quan tâm thì hãy liên hệ em Cao. Một chất âm gọi là đình đám thế giới rồi. Ok, con này em sẽ giới thiệu với sau với tất cả các bác. Và trước mắt tất cả các bác là Crown và đi Mê Linh. Các bác hãy alo em Cao để có giá tốt nhất về Crown. Các bác cứ gọi đến em Cao là sẽ mua được Crown. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác. Và một số dòng E-Tech em Cao đã cập bến thêm, thêm cả 8.000 nữa và 4.000, 6.000. Đầy đủ, tương đối đầy đủ các mã E-Tech đẹp xuất sắc các bác nha. Giá cực tốt luôn các bác nha. Bác nào quan tâm thì alo em Cao. Và sau đây em sẽ đóng gói để lên đường xe ôm sẽ chuyển tới tay anh em người Mê Linh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác clip. Các bác nghe thêm đoạn nhạc sàn nhé. Crowd Mê Linh Hà Nội cho anh em các bác nhá. 3.600. Check luôn cái địa chỉ ấy.